需要隔绕的，我们又到。Con danh hôm trước tỏ tình với thằng Nam là ai? Ngon ăn lại đây gặp tao, cho mày biết mặt. Nghe danh ghê gớm lắm nhưng ai ngờ dăm ba bọn hèn. Gâu gâu ở đâu đấy? À ra là mày. Tao không quan tâm bọn mày xuất thân từ đâu hay là gì của Nam, nhưng sang đây gây sự thì mày phải nhận lấy bài học nhớ đời luôn. Một cộng một bằng hai, hai nhân hai bằng bốn, năm bằng hai bằng bốn, cộng thêm với 12, bình phương xong cộng lại, nhân 2 chia cho 4. Xin cộng xin bằng 2 xin cốt, cốt cộng cốt bằng 2 cốt xin. Chắc tao nói mẹ sẽ không tin, kết quả cuối cùng ra 31. Nếu mày có đi học cấp 1, sẽ biết 31 lớn hơn 3. Nên là tránh xa lớp tao ra, không bọn tao cho mày nhục nhã. Đúng là lũ chó cậy gần nhà, xuống sân tao cho mày ra bã. Mày làm sao mày ăn nè? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đây! Mày ăn nè! Mày ăn bố mày chưa mày lên? Mày ăn bố mày chưa lên? Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sao à? Hả? Mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Vào đây! Rồi vào đây! Chiến đi! Chiến trước mày! Mày chiến đi! Mày vào đây! Còn bắt học y, mày điên à mày? Ngu sinh như chó, đi học y để hại người à? Tao muốn làm ca sĩ, thôi lạy mày. Thanh xuân chưa chơi được gì, bao nhiêu kỳ thi 15 phút một tiết học kỳ, thi vãi lều thi, ngồi học như ngồi tù. Còn đi học như đi tù, sách vở là kẻ thù, thầy cô như sát thủ, thời gian như cao su. Học văn thì dù ngủ, học toán thì phát điên, học thêm mấy môn tự nhiên liền miên đến phát sốt. Học sự để chỉ nhớ tốt, còn học sốt thì phải giao du. Ngồi buồn như lá mùa thu, bạn bè thì như tôm sú, ngồi cạnh cái thằng xấu mù. Càng học thì lại càng ngu, nhưng mà nhớ tới thầy u thì quyết tâm mình phải ra tù. Con ơi đang ôn thi, không đi ăn đi chơi, không chôn hài tiết văn. Mang bê bim ra đây ăn luôn đê, lấy sức mà học hai. Còn mày ra đây dạy tao hình đài hoa, tao mà chưa biết tay bọn tao. Thà để mồ hôi rơi trên sách, còn hơn nước mắt trên đề thi. Nhanh thật, thế mà cũng đã 10 năm rồi đấy. Ừ đấy, mà ba con kia hôm nay hẹn ra salon spa trị mụn tận gốc với mình mà không thấy đâu nhỉ? Chúng nó là người có gia đình rồi, có phải ai cũng rảnh rỗi như tao mày mà đi trị mụn mới làm đẹp đâu. Ờ hay, có gia đình thì mới càng phải xinh chứ. Chính xác, vợ yêu. Thế đi mày về mẹ đi. Thôi mày về luôn à.
Thank you.